mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu lick của một bậc thầy guitar, đó chính là Paul Gilbert. Thì cái câu này là cái câu intro trong cái bài Greeting City Mine, một bài cũng rất nổi tiếng của bạn Mr. Big thập niên 90. Cái câu này nó sử dụng kỹ thuật tapping và kỹ thuật hammer-on pull-up rất là nhiều. Đặc biệt là cái kiểu của nó không phải là chú trọng vào tốc độ cao mà là tạo thành một cái giai điệu đẹp. Thì các bạn thấy một số bạn nói là tapping là chỉ đánh nhanh thôi, nhưng mà ở đây Paul Gilbert đã đánh một cái cầu với giai điệu rất là đẹp và nghe nó cũng lạ tai. Thì đây mình hướng dẫn nha các bạn. Thì trong cái cầu này nó chỉ có hai cái khuôn thôi các bạn, và chúng ta đánh toàn bộ là chùm liền 4 hết. Mình sẽ chia nhỏ và làm 4 cái đoạn nhỏ để các bạn dễ tập ha. Trong này nó có một vài chiều bịch dây rất là hay mà mình chia sẻ cho bạn nha. Chúng ta bắt đầu có tab kèm theo, các bạn xem học theo nhé. Và chúng ta bắt đầu với cái khuôn nhạc đầu tiên của nó như sau. Ở đây các bạn để ý là tại sao mình bấm nốt C ngay chỗ cái ngăn 4 của dây son mà không phải đánh cái nốt C của cái dây buông luôn. Bởi vì sao? Khi các bạn bấm vô các bạn mới kiểm soát được cái bịch dây, gọi là bịch dây. Ví dụ nếu các bạn đánh hai dây buông luôn là dây C và dây mi, nó dễ bị nó chậm nốt như vậy lắm. Còn khi mà mình đánh lên ngay cái nốt C ở đây, sau đó mình mới đánh qua cái nốt mi, thì lúc đó cái ngón này mình dở cái dây lên rồi, mình dở ra cho cái dây nó bung lên rồi thì nó không còn nghe tiếng nữa. Đó, các bạn dở hỏng cái ngón tay lên là nó bịch cái dây rồi. Đây là một chiêu bịch dây ha. Và khi mà mình bấm vô ngay nó si đây thì hai cái ngón này nè, mình cũng chạm vô hai cái dây dưới hoặc một cái dây dưới mà các bạn cảm giác là nó dễ bị đụng khi các bạn pull up ra, thì các bạn nên chạm vô vậy để nó bịch dây. Chúng ta tập lại câu đầu nha. Ngay chỗ này các bạn bấm vô ngay ngăn 7, ngăn 5 và pull up ra luôn ha. Rồi, tiếp theo. Ngay chỗ này các bạn giờ ngăn 2, các bạn hammer-on ngăn 4. Sau đó các bạn đánh dây buông. Rồi, hammer-on vô 5, 7. Tap in ngăn 12. Sau đó buông ngược nó ra 7, 5. Là chúng ta hết cái khuôn đầu tiên nha. Các bạn đánh chậm nha. Nhớ là cố gắng sao các nốt nó đều nhau. Ở đây Paul Gilbert là tap bằng cái ngón trỏ. Thì mình thì thích tắm ngón giữa, các bạn muốn tập ngón nào cũng được ha. Đánh lại câu đầu nha. Các bạn 17, 10, 12, sau đó 17, 5, 7 nha. Lại cầu sang các bạn. Rồi cái đoạn sau nó mới khó nè. Chúng ta tap vô ngang 12, các bạn kéo nó lên ngang số 16. Rồi bạn lại kéo ngược nó xuống ngang số 12. Nó như sau. Cái này thì nếu mình đánh quá chậm thì nó bị mất tiếng rồi các bạn. Chúng ta tập nguyên cái câu sau nha. Nghe cũng đã nhưng mà nó hơi khó đúng không? Thường là lúc mình mới tập thì hay bị mất cái tiếng nốt khi mà các bạn kéo á. Do đó các bạn phải tập kỹ lại đoạn này ha. Nhanh hơn tí nha. Và thế là chúng ta hết nguyên một cái câu. Và mình đánh từ đầu thật chậm để các bạn theo dõi nha.
Số bạn các bạn thấy là đánh ồn bởi vì tay trái tay phải chúng ta không có tập bịch, thì khi các bạn cố gắng là nếu các bạn đánh các dây có dây buông nó dễ bị ồn, nếu mà đánh qua dòng mới thì cố gắng chúng ta dùng tay trái hoặc tay phải chúng ta bịch, chú ý những điểm nhỏ nhỏ nó sẽ ok ngay. Hy vọng clip này cũng giúp ích cho bạn trong việc kết hợp kỹ thuật tapping vào harmon pull up để tạo ra một cái cầu giai điệu thật đẹp. Còn dân thủ guitar ha, thì hãy ủng hộ kênh Guitar for Freedom, cách like, share, comment. Và nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar hãy liên hệ với Amigo Guitar Shop, thì có nhiều cái đàn với mức giá từ 1 triệu mấy cho đến vài chục triệu cũng có nữa. Bạn muốn học thêm kỹ thuật guitar điện khi mà chưa rành thì có thể đăng ký khóa học của Đồng Khoa, đóng tiền một lần học trọn đời nha các bạn, và được mình hỗ trợ rất là hết mình. Nhân dịp này giới thiệu với các bạn luôn một cái kênh, đó là Toàn Amigo, đó là em trai của mình. Thì cái kênh này cũng là thuộc về Amigo Guitar Shop, nhưng mà nó sẽ chuyên biệt về kỹ thuật về đàn nhiều hơn, ở cái việc là các bạn bảo trì bảo dưỡng cái đàn, các bạn thay dây một vài cái chiêu để bạn chỉnh đàn, sử dụng phơ, amply, ở nơi đó cũng giới thiệu cho bạn về các cây đàn và amply để cho các bạn có nhiều cái lựa chọn hơn. Hãy subscribe cái kênh của Toàn Amigo và ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.